Chào quý vị khán thính giả Đài Sài Gòn Network. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã nhẫn nại trong thời gian vừa qua. Và giờ đây trở lại với chương trình Góc nhìn tôn giáo. Chắc là chúng ta đang rao rất bận rộn với biết bao nhiêu công việc mà chuẩn bị cho cái Tết sắp tới đây. Và nhiều sự mà chuẩn bị không những là cho tâm hồn, nhưng mà trong cái nơi mình sinh hoạt, cỡ thánh đường hoặc là thánh thất, hoặc là nơi mà như chùa. Nên xin quý vị cho biết rằng là như vậy, trong sự mà chuẩn bị hoặc là các chương trình của quý vị trong những ngày mừng Tết thì như thế nào? Xin mời mục sư. Đối với chúng tôi thì có một cái nhà thờ Việt Nam gần ở nơi chúng tôi sinh hoạt, thì mình đến đó thờ phượng Chúa chung với lại tất cả các con cái của Chúa ở tại đó. Hoặc là đi thăm những người bạn, những người thân yêu ở chung quanh khu vực mình ở. Ba má chúng tôi ở xa cho nên sẽ gọi điện thoại thăm hỏi cũng như chúc Tết ba má, mừng tuổi ba má. Bây giờ lớn rồi thì cái chuyện mà lì xì nó không thành vấn đề như lúc mà chúng ta còn hồi nhỏ hay còn trẻ nữa. Nhưng mà ước ao rằng ba má được sống mạnh khỏe, được bình an, đó là điều quý nhất. Và có những thời giờ còn lại với ba mẹ, vui lúc nào thì mình hưởng lúc đó, và có những lời chúc tốt lành cho những người thân yêu của mình. Cho nên trở lại là trong cái sự tổ chức đó, thì là tùy nơi gia đình hoặc là nơi hội thánh ở địa phương tổ chức như thế nào, thì mình là người tín hữu hoặc là mình là người hội viên của chỗ đó thì đến tham dự cái sinh hoạt ở chỗ đó, cảm tạ ơn Chúa, tìm kiếm Chúa cũng như thờ phượng Chúa chung với hội thánh. Cảm ơn mục sư. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, riêng đối với cộng đoàn Holy Rosary thì chúng tôi, tại vì ngày 30 Tết là ngày Chủ nhật, nên ngày đó là đã bắt đầu có thánh lễ giao thừa mừng xuân rồi. Và biết rằng là ngày có những cái phong tục như là hái lộc, nhưng mà chúng tôi biết rằng là nếu mà hái lộc bên này thì biết bao nhiêu lan non đâu mà đủ cho mọi người, nên ta cũng trao cho mọi người cái lộc đó, cái lời của Chúa, để rồi mọi người có thể là lên để mà nhận cái lời đó mang về cho chính mình, cũng như là một cái châm ngôn cho cái đời sống của mình trong năm mới, để mà sống trong cái tâm tình mà cảm tạ vì tình yêu hoặc là cái lời của Chúa giúp cho trong cuộc sống rất là nhiều. Và kế đến là trong cộng đoàn thì vẫn có những ngày sau đó là ngày mừng Tết để cho cộng đoàn mừng gia đình, để cho gia đình mừng với nhau. Tuy nhiên là cộng đoàn sẽ mừng vào một cái ngày sau Tết một tuần, để rồi có cái sự mà ăn uống vui chơi, và nhất là cũng khuyến khích cho trẻ, các trẻ em biết cái sự mà phong tục, vẫn giữ được cái niềm phong tục mừng Tết ra sao, để rồi mọi người cùng tới đây mừng Tết chung với nhau, nên sẽ phải vẫn có cái sự mà sinh hoạt ở trong cộng đoàn. Dạ, kính thưa quý vị, trước khi tới cái mùng 1 Tết đó, thì chúng ta có những cái ngày trước đó, là ví dụ như ngày đưa ông Táo về trời. Cái phong tục đưa ông Táo về trời cũng mang một cái tính chất nhân dân để giáo dục cho các em, cũng như cái đối với người ở trong gia đình. Thưa quý vị, phần đông đó là chúng ta thấy nơi cái nhà bếp là cái chỗ đó nó lộn xộn nhất, nó có nhiều vấn đề nhất. Rồi từ đó mà khi mà nghĩ rằng có một vị thần táo ở nơi đó để giữ gìn, để chúng ta làm sao thấy được gì, rồi để cho mỗi tới cái gần 23 tháng chạp đó thì đưa ông Táo về trời. Cái tục đó là ông về trời, ông báo cáo với thiên đình những cái vấn đề tốt hay là không tốt ở nơi nhà đó.
Thì đó là một cái truyền thuyết, nhưng mà nó cũng giáo dục cho chúng ta được giữ gìn, có được êm thấm ở trong cái gia đình. À, rồi bên cạnh đó thì xong cái đó thì tới 30 thì rước ông bà. Thì cái đêm 30 thì giao thừa thì chúng tôi ở nơi trụ sở thì cũng có mời mấy đồng đạo đến để cúng, rồi làm cái lễ tiễn năm cũ qua năm mới. Tại cái giờ đó rất là quan trọng. Rồi sau đó thì mọi người về ở mỗi nhà. Thì đến mùng 1 Tết thì có thể là chúc Tết lẫn nhau. Hoặc đây là cũng một cái, kính thưa quý vị, có nhiều người người ta cử cái mùng 1 Tết nữa. Người ta nói rằng mình không hiểu được rõ đó, thì khi mình chúc rồi nào, suốt năm đó người ta có vấn đề, rồi người ta nói là tại vì mình chúc. Thành ra đó là một trong những cái mà nhiều khi nó trong cái dị đoan, nhưng mà mình phải hiểu vấn đề để trong cái sự cư xử được nó êm đẹp với nhau. Và đối với Phật giáo Hòa Hảo thì chúng tôi sẽ tổ chức cái tân niên đó thì vào ngày mùng 7. Và thì trong tân niên cũng có tiền cho các em, bao đỏ, rồi đồng thời khuyến khích các em yêu thương cha mẹ và phục vụ cho cộng đồng, là cố gắng trở thành một người tốt cho mình và cho người, và giúp đỡ tha nhân. Cảm ơn cư sĩ. Xin mời Hòa Thượng. Cảm ơn cha Quý Ngài và toàn thể quý vị. Chùa Liên Hoa thì có mặt trong cộng đồng Việt Nam tại hiếu sinh này bước vào năm thứ 6, cái Tết thứ 6. Do vậy có nhiều người đã đi liên tục từ cái Tết đầu tiên cho tới cái Tết rồi, và bây giờ cái Tết này. Thì các vị hiểu cho là nếu mà ai đi thường thì sẽ biết rằng các vị, cái chữ mà gọi là hái thì tôi nghĩ rằng mình nên sửa là thỉnh lộc, chứ không nên nói hái lộc. Hái lộc thì có nghĩa là mình bức, mình hái cây lá bông hoa gì của chùa, và cái điều đó sẽ làm cho chùa, bất cứ chùa nào hay nhà thờ cơ sở tôn giáo như vậy sẽ gặp khó khăn. Và cái sự thỉnh lộc có nghĩa mình nhận, mình xin bất cứ cái gì mà đem từ chùa về hay từ nhà thờ về, chúng ta gọi là thỉnh lộc. Chữ thỉnh là xin hay nhận vậy. Thì đến Liên Hoa thì các vị sẽ nhận được một cái bao đỏ. Ngay cả tôi xin thưa với quý ngài và quý vị là cái bao đó họ tránh dùng chữ lì xì, mà họ nói cái bao mừng tuổi, bao đỏ mừng tuổi hay bao thơ mừng tuổi, họ tránh cái chữ lì xì. Tôi nói vậy là các ngài có vị biết rồi. Thì trong cái bao mừng tuổi đó, nó sẽ có một đồng đô la mới, một cái câu Phật ngôn, tức là lời dạy của Đức Phật, một cái tượng Phật nhỏ tùy thân, hộ thân. Và chư tăng đêm giao thừa sẽ đeo cái chỉ cắt tường, tức là có cái niềm tin, cái sợi chỉ đó, chư tăng tụng niệm cầu nguyện trong cái đêm giao thừa đó, thì đeo tay, tức là tự nguyện, ai muốn thì chư tăng lúc bây giờ sẽ đeo cái chỉ cắt tường với cái lời chúc tụng năm mới cho toàn thể quý vị. Thì ban nghi lễ đã làm rất là cẩn trọng, và phải nói rằng năm nay thì chùa sẽ đón Tết vào ở trong cái hội trường lớn. Thì tôi biết là năm rồi á, bản thân tôi biết được là khoảng chừng 3.000 người trong cái đêm giao thừa tới để thỉnh lộc đó. Và năm nay cái hội trường tôi nghĩ rằng sẽ là đông đảo hơn. Rất mong rằng gặp các vị trong đêm giao thừa cũng như 3 ngày Tết. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, năm nay là năm Tết Bình Thân, Tết Quốc Khỉ. Và chúng tôi nhớ là ngày xưa có lần chúng tôi nghe một cái câu chuyện vui, nói rằng là trong một lớp cái buổi cải tạo các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một cán bộ lão thành đứng lên hướng dẫn, nói rằng là tổ tiên con người là con khỉ, rồi con khỉ biến hóa thành người. Thì một viên sĩ quan đứng lên hỏi là như vậy thưa ngài, như vậy chắc là dòng giống của ngài, gia tộc của ngài là con khỉ phải chăng? Như vậy ngài gọi ông cố ông sơ là con khỉ phải chăng? Nhưng mà thật sự mà nói là trong đời sống chúng ta thấy cái sự mà tiến hóa đó là cái lưu thuyết, một cái ý định. Nhưng mà nhớ đến là đời sống chúng ta là mình được tạo dựng nên bởi Thiên Chúa, và đồng thời là, nhưng mà cái điều quan trọng là mình có sống trong cái tâm tình, cho dù năm con gì đi nữa, nhưng mà Thiên Chúa vẫn ban, không phải là năm tốt, năm xấu, mà tất cả mọi thời gian đều có sự mà an lành, bình an. Nhưng mà mình trời vui cái niềm vui được ân sủng, vui cái niềm vui
nhìn vào trong quá khứ được ban cái ân lành, rồi mình nhìn vào trong tương lai. Tại vì trong đời sống nhiều khi chúng ta có những sự mà Tết mình mời người khác tới nhà mình cũng tới nhà người khác để mang tới cái sự mà chia sẻ, mang cái sự mình có nhận được và đồng thời cũng có cho đi, cũng là đang sống trong cái tin mừng, trong tình yêu thương của Chúa dành chúng ta trong cuộc đời. Nên vì chúng tôi xin quý vị là giờ đây quý vị hãy cố gắng là giữ máy chút xíu, chúng sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo.